Kính thưa quý phụ huynh, các thầy cô cùng các bạn nhỏ thân mến, năm học 2022-2023 đã đi qua, chúng ta đã có những khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau, cùng nhau chứng kiến sự trưởng thành của tất cả các bạn học sinh tại Thăng Long Academy. Năm học này, chúng tôi xin được chúc mừng 4 bạn là học sinh tốt nghiệp ra trường. Chúc các con luôn có nhiều sức khỏe và học tập tốt khi vào lớp 1. I would like to invite Ms. Tranti Tutui, principal, to award the certificates of graduation to our students. Xin trân trọng kính mời lên sân khấu, cô Trần Thị Thu Thủy, hiệu trưởng nhà trường sẽ trao chứng nhận tốt nghiệp cho các bạn học sinh của chúng ta. Với khoảng thời gian tham gia học tập tại trường, các con thực sự đã có thật nhiều những trải nghiệm, khám phá bất tận cùng các thầy cô giáo và các bạn ở Thăng Long Academy. Các bạn nhỏ lớp Lion đã sẵn sàng hành trang để bước vào một môi trường học tập mới. Chắc chắn các con sẽ nhớ mãi những kỷ niệm đẹp tại ngôi trường Thăng Long Academy yêu dấu. Xin dành những lời chúc mừng thân thương nhất cho các bạn lớp Lion đã xuất sắc tốt nghiệp năm học 2022-2023. We would like to congratulate the students for graduating in the school year of 2022-2023. I would like to invite the following students to come up on the stage for the graduation certificate. Xin mời bạn Nguyễn Quang Dũng. Để chụp ảnh lưu niệm cùng các con. Những bó hoa tươi thắm sẽ thay lời các con học sinh tốt nghiệp khóa này. Cảm ơn các cô giáo đã đưa thêm một chuyến đò đến bến thành công. Cảm ơn các cô và các bạn.